tháng là chuyện thường. That's normal. Thực sự ra nhiều lần tôi nói với quý anh chị huyện trưởng là tại sao không làm buổi sớm đấy đó cho nó về kia. Đấy, anh chị nói rằng như vậy thì là phải làm cho bé em nó muốn ngủ lên. Sau này nó mới thấy giấc ngủ là quý hóa. Sau này con đường khó khăn mà mình nhớ lại đó, trời ơi cực khổ quá. Giờ đó mình cũng bắt mình là buồn ngủ chết rồi đó, nhưng mà cũng phải gắng lên. Thì cái chỗ đó là cái chỗ mà mình gọi là mình nuôi dưỡng cái lòng kiên định của mình. Đã nhiều lần tôi tham dự đại hội sinh hoạt, tôi thương quý anh chị đỡ vô cùng. Ví dụ như mình thấy anh Minh Hoàng ấy, anh Thiện Hiền ở lớp trước kia được, trời đất ơi 70-80 tuổi rồi, 1-2 giờ sáng là cũng còn thành tựu. Đó là cái cách thức để nuôi dưỡng cái lòng chịu khó của mình. Tôi bất ngờ quá, thành tựu tôi không có chuẩn bị quà. Thường thường là khi nào họ cũng là phải có quà mới vui lắm. Đó, mình đến trước quá. Nhưng mà ngày mai sáng mai tôi sẽ biểu diễn gì một bộ sách mà trong đó có một bài viết tôi rất là thích. Cái tựa đề của nó đó là người huynh trưởng những bước chân tiên phong những tấm lòng xây dựng. Chính hai điều đó, tiên phong có nghĩa là mình không ngại khó khăn. Nếu cái việc tới là mình làm, mình làm với tất cả cái tấm lòng của mình, bởi vì mình biết làm việc đó sẽ đem lại cái niềm vui, đem lại cái sức sống cho tổ chức, cho cuộc đời. Và quan trọng là trái tim xây dựng của mình, một trái tim chân thiền mỹ, một trái tim từ bi hỷ xả, để mà đóng góp trên cái con đường bớt khổ thì vui. Xin chúc mừng quý anh chị đã vượt qua được những cái khó khăn thử thách. Xin chúc mừng quý anh chị tối hôm nay phát được tâm bồ đề, những đèn trí tuệ nuôi lòng từ bi. Đó chính là những cái điều sẽ làm quý anh chị trở thành những con người có sức sống, có niềm tin, có những cái chất liệu mà Lý Tư Phật đã dạy: ta bà ngũ trượt ác thế, mà người con Phật cũng có thể vượt lên trên được những cái phiền não, những cái khổ đau của cuộc đời để sống một cuộc sống có an vui đời. Là người huynh trưởng có nghĩa là mình đã chọn một con đường đi, con đường đó mình biết là nó sẽ gian nan, nhưng mà nó sẽ đem lại cho mình những cái phần thưởng vô giá. 10 năm nữa chúng ta gặp lại nhau, mình lại hẹn với nhau trên con đường lý tưởng đó, là mình phải giữ vững cái niềm tin vào con đường hoa sen tập. Và đôi mắt mong rằng quý anh chị phát tâm được mạnh để nhiệm kỳ tới đây, 4 năm tới đây mình sẽ làm gì để cho cái tâm bồ đề đó sáng lên, để cho buổi lễ hôm nay trở thành một kỷ niệm rất là đẹp trong cuộc sống làm huynh trưởng của quý anh chị. Tôi xin thành tâm cầu nguyện đến Bồ Tát Quảng Thế Âm, gia hộ quý anh chị và gia đình sức khỏe dồi dào, thuận duyên đầy đủ, và càng ngày cái lý tưởng huynh trưởng của quý anh chị sẽ sáng thêm, đẹp thêm. Xin thành tâm cảm tạ sự hộ niệm sự cứu tối đức quý anh chị huynh trưởng cao niên và tất cả quý vị. Nam mô thường Quan Hỷ Bồ Tát. Xin mời tất cả quý vị thần cấp tắt đèn và biến điện tất cả. Mời tất cả quý vị cùng chúng tôi tất cả nghiên cứu. Chúng con xin vịnh chư tôn đức tụng tứ hoàng thệ nguyện tam tự quy và hồi hướng.
Xin lên chị nào mở những cửa chắn để các anh chị thực hành các thủ tục giáo dục khác. Mời các anh chị đứng sang bên phía trên. Mời các chị đứng sang bên phía trên. Các anh chị thờ cấp ngồi trước mặt phía trên đất. Nam anh chị thờ cấp ngồi trước mặt phía trên đất. Và tất cả các anh chị rồi mời các chị vào hai bên luôn. Mời